Không biết là từ tối qua đến giờ các bạn đã cày được bao nhiêu view cho MV của Sơn Tùng Hãy Trao Cho Anh rồi. Riêng mình thì mình đã play cái video này trên 10 lần. Và trong suốt một cái cảnh quay đấy thì các bạn có thể thấy rằng là những anh em yêu công nghệ chắc chắn cũng sẽ để ý vào một chi tiết. Đấy là chiếc Oppo F9 xuất hiện trong cái MV rất là sang chảnh này. Không biết là anh em có đang thắc mắc với một câu hỏi, đấy là tại sao Oppo F9 lại xuất hiện trong MV này ở giữa năm 2019 chứ không phải là những sản phẩm như Oppo F11, F11 Pro hay là Oppo Reno hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong video này nhé. Đầu tiên, tại sao lại là Oppo F9 xuất hiện trong MV lần này chứ không phải là những điện thoại xịn sò hơn đến từ nhà Oppo? Liệu có phải là Sơn Tùng đã đầu tư quá nhiều tiền để bay sang nước ngoài, để thuê nhà đẹp, để thuê xe xịn và để mời old Snoop Dogg sản xuất nhạc hay không? Thì chắc chắn là không rồi. Bởi vì là Sơn Tùng là một trong những đại sứ rất là lớn của Oppo, thế nên rằng không thể nào Sơn Tùng phải bỏ tiền ra mua điện thoại cả, mà Oppo sẽ tự đưa những chiếc điện thoại mới nhất và xịn nhất đến cho Sơn Tùng sử dụng. Thế nên rằng là việc xuất hiện Oppo F9 bởi vì Sơn Tùng không có tiền là một điều không thể. Mà lý do đấy là nếu như các bạn để ý vào cuối năm ngoái, vào khoảng tầm tháng 12 năm 2018, thì Sơn Tùng có xuất hiện trong một video ngắn của Snoop Dogg đứng bên cạnh một cái hồ nước, và hồ nước đấy chính là nơi mà Sơn Tùng quay cái MV Hãy Trao Cho Anh này. Chứng tỏ MV này được quay vào cuối năm ngoái chứ không phải là quay ở năm 2019. Thế nên thời điểm đấy thì các bạn biết rồi, vẫn chưa ra mắt Oppo F11, chưa có F11 Pro hay là thậm chí cũng chưa có cả Oppo Reno, nên những chiếc máy đó cũng không thể nào mà xuất hiện trong MV này được. Vậy nên là chiếc F9 xuất hiện trong MV này là một điều tất yếu. Và F9 cũng là một trong những chiếc máy tầm trung gọi là best sell của năm ngoái, đạt một doanh số rất là kỷ lục. Cái thứ hai đấy là nếu như ở cái thời điểm cuối năm ngoái vẫn chưa có F11, F11 Pro hay là chưa có Oppo Reno, thì tại sao Sơn Tùng lại không cầm Oppo Find X, một trong những chiếc máy gọi là rất đình đám, hay là thậm chí cái chiếc Oppo R17 Pro? Thì cũng là một điều đơn giản thôi. Sơn Tùng là đại sứ của Oppo, nhưng không phải là đại sứ của tất cả các dòng, không phải đại sứ của dòng R, không phải đại sứ của dòng Find, mà Sơn Tùng là đại sứ của dòng F. Thế nên trong những MV của Sơn Tùng từ trước đến giờ thì các bạn sẽ thấy chỉ xuất hiện những chiếc Oppo dòng F mà thôi, chứ không hề xuất hiện những chiếc máy kiểu dòng R, dòng Find hay là bất kỳ một dòng khác, kể cả dòng Zozo hay là gì ngày xưa. Và đấy là video mình giải thích tại sao chiếc Oppo F9 lại xuất hiện trong MV của Sơn Tùng chứ không phải là F11, F11 Pro hay là Oppo Reno, mà MV của Sơn Tùng đã quay được chiếc đấy từ rất lâu rồi chứ không phải là gần đây. Tức là Sơn Tùng đã ém hàng hơn nửa năm rồi các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy vui, đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, để chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thêm nhiều thông tin thú vị về những MV cũng như là những thiết bị xuất hiện trong những MV đình đám của những ca sĩ nhá. Xin chào các bạn trong video lần sau.